Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài cái máy in trên cái con mạch OTP này thì để in từ mạng internet hoặc là wifi các thứ. Thì ở đây mình có cái mạch này, mạch đây. Đấy, thì nó sẽ có một cái cổng mạng vi có thể cắm kết nối mạng bằng cái cổng LAN này hoặc là có thể kết nối bằng Wi-Fi, một trong hai cách. Ở đây nó sẽ có một cái cổng USB 2.0 này, cái cổng này sẽ nối được vào với máy in. Thì cái mạch này mình đã cài sẵn là Ubuntu 22.04 rồi, thì bây giờ mình đăng nhập nó bằng cái tài khoản của nó. Cái này là tài khoản mặc định nha. Máy hơi chậm. Đây thì cái mạch này là mạch 03, thì mạch này đã cài sẵn là Ubuntu 22.04 là cái bản Debian về này. Thì ở đây mình còn chưa cập nhật các thứ linh tinh. Đây, hướng dẫn nó nằm đây, tí mình sẽ chỉnh cái này. Thì ở đây mình sẽ dùng cúp này làm cái máy chủ máy in này. Đầu tiên thì mình sẽ cập nhật cái hệ thống này lên. Có vấn đề. Mình không có cái máy in 2900 nên là ở đây mình chỉ có một cái máy in là 2321 2361 chứ quên. Đây là cái máy in của mình là cái máy này. Máy này thì thực ra là nó đã có in mạng rồi. Nhưng mà mình sử dụng nhiều cái máy in nên là mình cài trực cái mạch này để quản lý tập trung vào một cái rồi. Thông số đây. Con này có in hai mặt này. USB 2.0 này. Về cơ bản thì mấy con máy in mà ra rồi này thì đều dùng được. Nó có một con nữa là con này, con 236 2321D này, con này thì là phù hợp, con này chắc mua tầm 2 triệu mấy thôi. Mình nhớ mình mua con kia có 3 triệu mốt à. Ok. 3 triệu cả. Thì ở đây mình sẽ cài cái cúp này. Thì quá trình cài đặt thì nó cũng đơn giản thôi. Đây mình cài đặt thì sẽ cần sudo nhé.
Cái mạch này thì là ARM64 là nó sẽ cài được nhiều thứ. Mạch này thì sẽ cài được cả cho cái con 2900 này. Con này thì rất là nổi tiếng rồi. Con này nó không có in mạng thì sẽ dùng được cái mạch này để cho nó thành in mạng. Cài xong rồi mình sẽ kiểm tra xem là nó đã cho vào cái chưa cho vào cái group mới của mình. Cái group này mình đã cho cái tài khoản ODP này vào cái nhóm LP admin này. Sudo nó sẽ thêm vào chưa hiện cả. Vào lại cho vào rồi. Từ group 121 này. Đây mình sẽ cấp quyền cho điều khiển remote nhé. Chắc là được rồi. Được xem đang chạy khởi động lại restart ok nó sẽ vào được chất điểm rồi. Sáu ba một nha. Đấy, và nó đã vào được cái trang quản trị của máy in rồi. Thì cái máy in này hiện tại là cái chưa có cái gì cả, bởi vì là mình chưa cắm máy in vào, mình chưa cài máy in. Thì ở đây cái hướng dẫn này dành cho con Canon 2900 này thì ở đây mình không có nên mình sẽ không sử dụng cái này. Nhưng mà quá trình cài đặt thì nó cũng là tương tự. Ở đây mình sẽ cài đặt cái máy in này. Đây, máy in này. Đấy, con ra rồi. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra xem là đây, cái của mình bây giờ hiện tại là những cái cổng kết nối USB của cái máy này. Mình sẽ cắm thêm cái máy in vào nhá. Đây, bây giờ nó đã hiện này, đã nhận cái máy in này này, nhưng bây giờ thì vẫn chưa in được, bởi vì là nó chưa có drive rồi. Thì đầu tiên mình sẽ cài cái driver cho cái này. Thì cho cái máy in driver này thì là nó sẽ có cái driver của nó đây. Mình xem nào. Lâu không cài cái máy này rồi.
không không nhớ. Nó sẽ có cái gói này, là nó sẽ gồm những cái driver cho những cái máy in laser của cái hãng này. Thì nó những cái máy in mà nó hỗ trợ đây. Thì ở đây mình có cái máy của mình là 2360D nhé. À, cái dòng này, cái series này. Đấy, thì mình sẽ thử tìm xem nào. Có hiện này. Cài đặt cái gói đấy vào. Đã xong rồi. Đây là mình sẽ vào cái phần admin này, mình được thêm cái máy in thì ở đây thì này thêm máy in nhá. Nó sẽ hỏi cái tài khoản này thì là cái tài khoản Odin nãy mình mặc định nhá, cái này mình chưa có chỉnh nên chỉnh cái này, bởi vì là nếu một kết nối với internet này nhiều người ta biết thì ở đây nó sẽ tìm ra cái máy in. Đây, máy in của mình này, local nó nằm đây. Có thể sửa tên này hoặc là sửa cái description này, local này. Đây là cái đường dẫn nhá. USB này. Khi mà cài cái máy in 2900 thì nó cũng tương tự như này, mình có thể là USB và Canon cái gì gì đấy series ở đấy mình share nhé. Đây, đây nó sẽ hiện những cái driver của nó này. Ở đây mình sẽ chọn cái này, máy mình là máy 2361 thêm nhé. Đấy, thế là nó thêm vào rồi, mình sẽ chọn cái này cũng được, chỉnh sang ở đây là A4 này. Ok, chọn một hoặc hai được, in hai mặt này, chọn khay giấy này, độ phân giải. Nói chung là thích chỉnh đây, bây giờ mình sẽ in thử trên cái máy đấy nhá. Test. Đợi một lúc. Đấy, tôi đang nhìn đấy. Là xong ở đây rồi nhá. Thì bây giờ mình muốn in từ cái máy Windows của mình thì làm như thế nào? Thì đây mình sẽ vào trong cái phần này. Cái máy in mà cài trên cái mạch này hoặc là những cái cúp này ấy, thì là rất là tiện, vì là khi mà cài trên Windows thì không phải cài lại driver nữa. Nên mình sẽ vào chọn cái frame. Máy này nó hơi đẻo một tí. Đấy, mình sẽ add device. Khả năng là nó không tìm được. Mình sẽ thêm menu.
Cái máy này thì nó sẽ nằm ở đây. Copy. Xong. Xong được nè. Không biết là đã. Chỉnh cái này nhé. Đây mình sẽ chọn Microsoft nhé, sau đấy là vào cái này, đây là 6 này, thử đây xem nào. Ok, con dê tìm thử một tờ gửi máy in này. Cái máy nó vừa in thì cài cái này thì nó đơn giản như thế thôi. Một cái là cái máy in này thì hôm nào mình có máy in nên mình sẽ cài thì, nhưng mà mình sẽ cài qua cho các bạn xem quá trình, nhưng mà không không có máy in để thử. Đầu tiên thì là cái mình sẽ cài cái môi trường, bởi vì là cái máy in này thì là máy in 2900 này thì nó sẽ cần là cần cài thủ công chứ không không có sẵn gói cho mình. Đấy. Đầu tiên mình sẽ cài cái môi trường vào. Tải cái driver nó về nhé. Đây. Clone này nó nằm đây thì mình sẽ truy cập vào trong. Đây. Đầu tiên là chạy những cái lệnh này. Đây là sẽ tạo cái PPP đây hiện tại này, thư mục nó gồm như thế này, này sẽ nhìn ha. Đây nó sẽ tạo ra một cái thư mục mới này cho cái file PPD này. Đấy, PPD này. Đấy.
sẽ có hai cái dòng máy in này, 2900 và 3010. Ở đây nó sẽ máy mình chạy lên thì nó sẽ tạo trong cái thêm một console. Đấy, nó sẽ tạo ra cái file này. Mình sẽ cài đặt nha. Cài đặt này thì sẽ cần quyền root sudo. Đấy, nó sẽ copy vào cái thư mục này. Nó sẽ copy cái file đấy vào đây. Filter của đây là cái máy in duy nhất của mình đây. Thì là nếu mà bạn có cái máy in Canon 2900 ấy, thì nó sẽ hiện ở đây. Thì mình sẽ lấy được cái đường dẫn này. Đây, thêm máy in thì lệnh của nó là như này, nhưng mà thực ra là có thể sử dụng được ở trên cái web của nó. Đây, ví dụ đây. 168.100.20.631 admin new. Ví dụ đây nha, ví dụ mình không có ở đây, mình sẽ đúng vào cái này, đại khái nó là như thế. Cái tên rồi là máy này, và cái đường dẫn này là cái đường dẫn cho máy Canon nhé. Thì máy là nó sẽ hiện ở đây này. Nếu mà máy Canon của bạn hiện là nó sẽ hiện ở đây, thì là nó sẽ hiện cái đường dẫn đấy lên rồi. Thì nó sẽ hiện cái driver nó nằm ở đây. Canon chứ. Nó không hiện nào. Không hiện đây thật. Nói chung là thêm máy in vào thì là sẽ chạy cái lệnh này. Lệnh này thì là thêm cái máy in tên là như thế này, NVV2900. Và sau đấy là cái đường dẫn này. Đường dẫn này thì khi mà mình chạy cái lệnh này
thì nó sẽ ra cái đường dẫn đây, ví dụ như này, copy USB này. Đấy, và sau đấy là cái file PVD, thì nó là cái file trừ P này. Sau đấy là đến cái thư mục PVD này, PVD, nó là cái file này. Còn cái chưa là đây là cái tên, ví dụ như ở đây. Đây, location này. Và cái tên trừ e. Và đó thì cái này thì mình có thể cài là Avanti để khi mà tìm kiếm từ cái máy khác thì nó tự động nó tìm đấy. Mình xem trên đây nó đã cũng có chưa, mình xem chưa luôn. Đây, mình sẽ cài luôn. Ra lại xem đây nó đã có chưa nào. Khi mà mình cài xong thì mình không phải thêm thủ công nữa mà là ở Windows nó sẽ tự nhận cái này. Mình sẽ tìm add key device này vào là xong rồi. Nó sẽ tự động tất cả. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.